Kênh học tiếng Trung Channel xin chào các bạn. Phía bên dưới thì Jenny có để năm dấu nhé. Dấu thứ nhất là dấu gạch ngang như thế này tức là không có dấu, gọi là dấu thứ nhất. Còn dấu thứ hai nó đi lên giống hình dấu sắc bên Việt Nam trong tiếng Việt của mình, gọi là dấu thứ hai. Và dấu thứ ba nó đi xuống và đi lên như thế này. Dấu thứ tư là giống dấu huyền trong tiếng Việt bên Việt Nam nha nhưng đặc biệt dấu thứ tư là các bạn phải nhấn mạnh cho trên này nhé còn dấu thứ năm là thanh nhẹ gọi là thanh nhẹ giống như là dấu chấm hoặc là dấu nặng trong tiếng việt bên việt nam mình nha hai từ tua dữ tua dữ dư thừa dư thừa tua là dấu thứ nhất các bạn lưu ý dấu thứ nhất thì không có dấu nha thì phiên âm trong phiên âm latin thì nó có cái dấu gạch ngang như thế này gọi là dấu thứ nhất là không có dấu tua tua yu yu dấu thứ hai dấu thứ hai nha giống dấu, dấu sắc nè giống dấu, dấu sắc bên việt nam bên mình nhé hai từ ghép lại tua yu tua yu sau đây là trên này sẽ có mẫu câu cho hai từ tu dự dư thừa nhé. Những sách đối với tôi来说,已经是多余的了. Lặp lại lần nữa nhé. Những sách đối với tôi来说,已经是多余的了. Những quyển sách này đối với tôi đã là thừa thải hoặc là những quyển sách này đối với tôi đã là dư thừa, đã dư rồi. Trơ <laughs> là những quyển sách này. Tôi đối với Wo là tôi. Tôi wo lại sure đối với tôi mà nói yǐjīng chinh đã từng hoặc là đã shì là du là nhiều hoặc là dư rồi dư tu dư dư thừa hoặc là thừa thải l rồi các bạn lưu ý l hồi nãy chúng ta có nhìn dấu thứ năm là dấu chấm nha, phía bên trên này nó có một dấu chấm nè gọi là thanh nhẹ, thanh nhẹ thì đọc là l, l không kéo dài, đọc ngắn gọn l. Những quyển sách này đối với tôi đã là thừa thải. Mẫu câu thứ hai là cũng áp dụng đặt câu cho từ tu dị. Những thứ này đã là thừa khở gì nã dọ. Lặp lại lần nữa nhé. Trơ xê tông chinh tu yu lợ khở gì nã Những thứ đồ này đã thừa thải rồi, có thể lấy đi. Trơ xê là những thứ này. Tông xi là đồ đạt đồ. Trong câu này không có nói rõ là đồ gì. Nói chung là đồ, đồ đạc. Ý chinh đã yu nhiều dư thừa thừa thải dư ra lợ rồi Khởi ý, có thể nã lấy đi những thứ đồ này đã thừa rồi có thể lấy đi hảo hỏa hảo hỏa hai từ này đều ở dấu thứ hai hết dấu thứ hai giống dấu, dấu sắc giống dấu, dấu sắc trong tiếng việt bên việt nam mình nha trên này có để dấu từ dấu thứ nhất đến dấu nhẹ các bạn xem phía bên dưới nhé hảo hỏa hai từ ghép lại hảo hỏa xa hoa và t có câu m u với từ “词词豪华”。这家饭店的装潢非常豪华，让人感觉像是皇宫一样。呢这家饭店的装潢非常豪华，让人感觉像是皇宫一样。 Trang trí của khách sạn này rất sang trọng, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong cung điện. Trơ nghĩa là khách sạn này. Tờ là của nhà, của khách sạn này. Như thế nào? Trong hoảng, trong hoảng ở đây có nghĩa là trang trí, trang trí. Phê 非常 phê trở rất là hảo hỏa. Hảo hỏa là sang trọng người ta còn gọi là xa hoa đấy rằng là khiến cho hoặc là làm cho rợn người rằng rợn khiến cho người ta càn chuệ cảm thấy càn chuyển là cảm thấy sáng sư si là giống như hoàng cung cung điện hoàng cung ý yang, nghĩa là giống như hoặc là y chang. Bây giờ trên này sẽ lặp lại câu này nhé. Trợ gia phân trang phê trang hao hóa, răng rỡn cảnh sang sư hoàng cung ý yang. Trang trí của khách sạn này rất sang trọng khiến người ta cảm thấy như đang ở trong cung điện. Mẫu câu thứ hai cũng dùng từ hậu hỏa xa hoa sang trọng. 这间酒店的房间装修得十分豪华，让人住得非常舒适来。这间酒店的房间装修得十分豪华，让人住得非常舒适。Phòng trong khách sạn này được trang trí rất sang trọng khiến khách hàng cảm thấy rất thoải mái. Trơ chen tên tờ phản chen Tức là nói về cái phòng trong khách sạn này Phản trên là phòng Tờ là của Của cái gì? Trơ chen tên của khách sạn này Khách sạn này Trong siêu Trang trí Trang trí Tờ sửa phân rất là hảo hỏa sang trọng răng rỡn khiến cho người ta làm cho người ta trụ tở ở phê rất là su sư thoải mái chợ chiên chiều tên tờ phán chiên trang siêu tờ sử phân hảo hỏa Răng rỡn phê su Phòng trong khách sạn này được trang trí rất sang trọng khiến khách hàng cảm thấy rất thoải mái. Bài học tiếng Trung của trên này đến đây tạm dừng rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhé. Để khi nào trên này có ra video mới thì các bạn sẽ đón nhận được ngay nha. Trên này xin thân ái chào tạm biệt các bạn.